nhiệm vụ bồng con là của ba. Cái nón đâu ba? Nón. À, thật sự là gia đình Ngọc chuẩn bị đi về Việt Nam, cho nên chuẩn bị đồ. Tuần nào cũng phải chuẩn bị đồ, đi mua đồ về Việt Nam á. Lấy xe đẩy không ba con? Cần lấy xe đẩy không? Hả? Đựng thùng mấy cái mà. Đây bán đồ văn phòng phẩm. Bán tập, bán viết. Đừng không con mới thùng nào. Đi theo nè. Học dễ thương không? Ba. Thôi có nhớ đi học không? Bạn dễ thương nha. Ba bự. Ok, đi lựa bạn khí thế luôn rồi bảo không? Coi Alex nha. Ôi trời ơi, coi lựa khí thế. Cha mày. Ừ. Coi kìa, coi thằng con trai con học kìa, nó đi lựa đồ kìa. iPhone đó hả? Trời ơi. À, cục sạc dự phòng mà. Mua rồi hả? Ok. Mấy cái kiến này có vừa với cái máy của mình không vậy? Còn iPhone thôi. Chạy qua đó rồi kìa. Yeah. Đi đây. Nè đây ghế này, ghế ngồi chơi game nè. Nè mấy
ghế này ngồi chơi game nè. Anh cái ghế này ngồi chơi chơi mấy thằng chơi game nè. 300. Lên đuổi theo ba, về ba ra tới đó rồi.